trong số rất nhiều những cái lựa chọn khách mời đến nói chuyện cùng với Vũ Minh Cường ấy thì mình đã chọn chị Kim Chi là vì giữa hai người có những sự tương đồng lắm ừ. đó chị Chi thì cũng rất là đa năng chúng ta biết rồi đấy diễn viên này ca sĩ này MC nữa và có một cái điểm nữa rất thú vị đó là chị Trinh Kim Chi đã từng là á hậu Việt Nam năm 1994 và Vũ Minh Cường thì nhiều người đã biết rồi đấy MC của các cuộc thi Hoa hậu nãy thì Cường đã nói là Cường quyết định phải thân với chị Trịnh Kim Chi khi thấy chị bản lĩnh như thế nào trong một cuộc thi sắc đẹp yeah. Vậy thì ở góc nhìn của chị Kim Chi đi Khi mà chị thấy Cường ở trên sân khấu Trong vị trí của một MC hay là một diễn viên gọi là lính của chị ấy Thì cái ấn tượng mạnh nhất Cường để lại cho chị là gì? Thực ra cái ấn tượng mạnh nhất là Rất là có trách nhiệm với cái công việc của mình Và cũng có một lần là Kim Chi chấm giải Hoa hậu năm 2016 ừ. Hmm. Cường á là lúc đó là làm mc đêm chung kết yeah, đúng không yeah. cái đêm đó thì là một cái đêm rất là căng thẳng bởi vì ngay cả ban giám khảo cũng rất là căng thẳng với nhau nữa để mà chọn ra người xứng đáng nhất thì cường ở trên đó thì thực sự là cái bản lãnh của người mc cũng rất là cần thiết cho một cái đêm chung kết như vậy thì cường ở trên đó và chia sẻ những cái những cái khúc câu giờ để mà ban giám khảo ở dưới này tính toán với nhau là phải câu giờ rồi phỏng vấn người này phỏng vấn người kia tức là mc lúc đó là làm chủ sân khấu và chỉ thấy được cái sự tự tin và cái sự bình tĩnh của cường ở trên sân khấu như vậy và đấy là cái điều mà rất là cần thiết của một người mc và cần thiết của một người nghệ sĩ nữa ừ. thì đấy là một cái ấn tượng đầu tiên mà kim chi cảm nhận được ở cử và sau này khi mà về làm là lính dưới trướng của chị dù là kịch ở trên sân khấu hay là kịch ở bên truyền hình ấy thì lúc ấy thì là chị có đánh giá là đấy ngày xưa anh Quỳnh linh khuyên như là khuyên đúng <laughs> không đúng chứ <laughs> thật sự là giống như là kim chi thí dụ như là kim chi có một số cái chương trình kim chi cũng làm mc kim chi cũng phải học hỏi thêm và và giống như là kim chi phải gọi điện hỏi thăm hỏi cường là ờ, như vậy thì chị nên như thế nào như thế nào nói như thế nào cường cũng vậy thí dụ như là bạn làm mc nhưng bạn có thêm cái phần diễn xuất vô tự nhiên bạn có thể nói những cái câu mà truyền được cái tình cảm của mình vào cái câu nói đó truyền được cái cảm xúc của mình vào cái câu nói đó và mang đến cho khán giả và khán giả tự nhiên cảm nhận được cái điều đó nó rất là nhẹ nhàng thì đấy cũng là một điều rất là cần thiết và kim chi cũng khuyến khích cường là một số cái vở kịch truyền hình gần đây nè là cường cũng tham gia thực sự là ảnh làm mc ở trong đài truyền hình đó nhưng mà Suốt ngày ảnh xuống cái phòng của bên sân khấu ảnh lên lên ở đó để anh canh, anh, anh, nào. Anh, anh canh có cái vai nào ảnh canh có cái vai nào hợp với ảnh là ảnh xin đó thực sự ngay cả kim chi cũng vậy kim chi thấy cái vai đó hay quá thích quá là bằng mọi giá là gặp đạo diễn và xin không được thôi